Hello cả nhà, Tâm đã quay trở lại với video swatch song rồi đây. Hôm nay mình sẽ swatch song của nhà Romaine. Và lần này thì có hai dòng son, đó là Juicy Lasting Tint và Zero Velvet Tint. Đầu tiên mình nói về em Juicy Lasting Tint nha. Lần này Romaine cho ra mắt 4 màu với chủ đề soda hoa quả, nên các màu đều rất tươi tắn, trẻ trung, thích hợp với make up look mùa hè này. Màu 14 Berry Shock. Đây là tông màu trung tính, cơ bản và dễ sử dụng. Em này là màu đỏ thuần, hợp với mọi tông da, có thể ngả cam hay hồng tùy thuộc vào sắc tố môi của bạn. Đánh lồng môi thì màu sẽ hồng nhẹ nhàng, còn nếu đánh full môi thì sẽ lên rõ màu đỏ có ánh hồng hoặc cam nhẹ. Màu này sẽ làm môi căng mọng, tràn đầy sức sống và tôn da đấy nhé. Về phần thiết kế thì em này được thiết kế với hình trụ tròn thon dài làm bằng nhựa bóng, và lần này hãng thêm họa tiết hình trái cây ở thân son. Em này có vỏ son và màu son trùng với nhau nên sẽ tiết kiệm được thời gian khi lựa chọn màu son phù hợp. Màu số 15, Funky Melon. Đây là màu hồng duy nhất trong bảng màu này. Em này có tông hồng sữa dễ thương. Màu này hợp với các bạn da sáng, răng trắng và đi kèm với lớp makeup nhẹ nhé. Chất son của dòng này là dạng gel thin, bóng nhưng không nặng môi, không bết dính và giữ màu tốt. Màu số 16, Corny Soda. Em này cân bằng giữa sắc đỏ và cam, không bị quá chói nên rất dễ dùng, phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên muốn có một đôi môi xinh xắn mà vẫn mang lại sự tự nhiên. Em này hợp với mọi tông da, tuy nhiên có làm xỉn men răng nhẹ nên các bạn chú ý nha. Cuối cùng là màu số 17, Plum Cook. Đây cũng là màu tâm thích nhất trong bảng màu này. Em này có tông trầm lạnh, nhìn siêu cuốn hút và ấn tượng. Em này tôn da nè, trắng răng nè, hợp với mọi loại da. Nhưng Tâm nghĩ nên make up nhẹ khi sử dụng màu này để trông rạng rỡ hơn nhé. Và tiếp theo sẽ là dòng Zero Velvet Tint. Khi comeback thì nhà Romaine đã thiết kế lại cho em này có vỏ mờ nhám, trừ hai em màu nude có phần nắp màu sữa thì còn lại đều có nắp trùng với màu son bên trong. Và màu đầu tiên của dòng son này là màu số 12, tông đỏ cam. Theo Tâm thấy thì sắc đỏ của em ấy nhiều hơn sắc cam và phù hợp với các bạn có tông da sáng, sẽ làm bật tông da hơn nữa đó. Và chất son lần này được hãng cải tiến thì mịn, mượt và nhẹ môi hơn, cho hiệu ứng mờ lì và độ bám trung bình thì từ 4 đến 5 tiếng. Màu son sẽ đẹp và nhẹ nhàng hơn khi đánh lồng môi nhé. Và tiếp theo là màu số 13, Berry Cake. Tâm thấy thì em này là một màu hồng đỏ tươi, có neon, khá là kén da, chỉ thích hợp với các bạn có làn da trắng và răng trắng thôi nha. Và màu số 14 là màu có tông lạnh, hồng đất pha đỏ có xíu ánh tím, phù hợp với các bạn da từ trung bình đến da trắng nhé. Màu số 15 là màu son Tâm ấn tượng nhất và thích nhất, vì đây là son có tông cam đất pha vàng so trendy và không kén tông da nữa. Nếu các bạn có nền môi hồng như Tâm thì son sẽ lên màu có xíu ánh đỏ hơn là những bạn có nền môi nhạt màu. Màu này hơi xỉn men răng nhẹ nên cả nhà chú ý nha. Và em này sử dụng trên mặt mộc hay mặt có make up đều được cả. Màu số 16, Burny Nude. Đây là màu hồng nude, cánh hồng khô, có thể sử dụng trên mặt mộc luôn nha, thích hợp cho mọi loại da nữa nhé.
Và màu cuối cùng, màu số 17, Tartan Nude. Màu này là chân ái cho các bạn có làn da ấm vàng nha. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa màu cam đỏ và be, không kén thon da và men răng. Nhưng nếu mà make up thì xinh sẽ càng thêm xinh nhé. Content video của Tâm đến đây là hết rồi. Rất cảm ơn mọi người đã xem hết video của Tâm. Nếu mà mọi người có thắc mắc gì thì nhớ để lại comment cho Tâm nhé. Và nếu mà mọi người thích video này thì nhớ cho Tâm một cái like cũng như là đăng ký kênh của Tâm nha. Love you, see ya.